Phường Mai Như Huỳnh mến chào quý khách và khách ơi, hôm nay Huỳnh giới thiệu cho cả nhà mình một cái loại mai, đó là mai trắng, là bạch mai Miến Điện. Loại này hoa của nó từ 5 cho đến 8 cánh và cái màu lá là lá cẩm thạch. Rồi nó có một cái lá non là màu hồng phấn, hồng hơi phớt phớt. Đây cây nó như thế này ha. Em ghép cái gốc cũng tương đối to nè, cỡ như ngón giữa, ngón áp út của em. Đó. Cây nó cứng cáp á, em ghép gốc nhớt nhưng mà gốc nó hơi to nè mọi người. Rồi, ôm nụ. Đây nụ nè. Đó, nụ nó chi chít nè. Rồi có những cây là em bẻ được cái tay nhánh như thế này luôn. Chiều cao là từ 3 tấc đến 3 tấc rưỡi. Cái này mình để mini trên bàn dễ thương lắm mọi người. Ai mà thích cái màu trắng á, thì màu trắng nhị vàng thì mình chọn ha. Cái này cái nhị nó rớt rồi đó. Thì mình chọn cái bạch mai Miến Điện này. Thì loại này á, là 170.000 một cây. Và 4 cây thì em bao phí vận chuyển cho mình ha. Khá cứng cáp luôn. Đó, khách thấy nè, ôm khá là nhiều nút nụ luôn ha. Hầu như là cây nào cũng ôm nụ hết. Đây có những gốc to đùng luôn nè. Ngón này cỡ ngón tỏ em luôn nè. Gần ngón cái luôn nè. Rồi, nụ thôi quá quá tí luôn. Cực kỳ luôn. Đó, ôm nút nụ đây. Cây thì cây này tầm cỡ 3 tấc rưỡi. Rồi 170.000 một cây và 4 cây em bao phí vận chuyển. 10 cây thì em tặng cho khách một cây. Loại này mình về mình để trên bàn là thích hợp. Nụ chi chít rất là nhiều luôn. Em ghép gốc nhớt mà gốc nó hơi to nè cả nhà. Nhìn cái cây nó cực đẹp luôn ha. Rồi em qua một loại nữa, đó là cái bạch mai Thái. Bạch mai Thái của nó, bạch này, bạch mai Thái thì từ 8 cho đến 12 cánh. Và cái bạch mai Thái này thì nó cũng khá đẹp luôn. Đây, em có làm cây như thế này là 100.000 cây. Và 4 cây em bao phí. Loại này thì em ghép được khoảng 7 tháng à. Cao cũng khoảng cỡ 3 tấc, 2 tấc rưỡi 3 tấc. Đó. Bên này em có hàng loạt những cái loại cúc. Em muốn giới thiệu với khách đó là đây là cây cúc đọt xanh. Nó cũng có ôm được 1-2 nụ à. Đó. 70.000 một cây, em ghép khoảng 3 tấc rưỡi. Gốc tương đối đẹp. Nha, gốc đẹp nha cả nhà. Gốc là gốc mà em thường em sưu tầm những cái gốc này nè. Để khi mà chúng ta chăm á, cái cây nó khỏe rồi cái gốc nó đẹp luôn, mình trồng như cây zin luôn. Rồi, em qua loại thứ tiếp theo là cái này là cúc gia định ha. Cúc gia định thì loại này 100.000 một cây, cây cao cũng khoảng cỡ 4 tấc, 3 tấc rưỡi 4 tấc. Cúc gia định. Em qua một loại nữa là tư long. Tư long thì nó cao ha, mình lấy bo. Tư long thì 70.000 luôn. Rồi em có cúc bi luôn. Cúc bi tiên sinh bông chùm, loại này thì cũng được 3 tấc rưỡi. Cây nè, hình như có mấy cây nó cũng có ôm nụ luôn á. Vài cây có ôm nụ thôi, nhưng mà cái loại này thì mình sưu tầm thêm thôi chứ chưa có chơi Tết được nhiều. Đó. Là 70.000 một cây luôn. Cúc bi 70.000 một cây luôn. Rồi em qua một loại nữa, đó là cúc 7 tầng. Cúc 7 tầng thì mình về mình lấy bo, chưa chơi Tết được. Loại này 3 tấc rưỡi. 125.000 một cây. Còn cái màu đỏ đỏ này nè, chính là hoa hồng thanh tú. Em ghép có quấn rễ cũng đẹp lắm. Loại này thì 100.000 một cây. Cây nó cũng khá tốt luôn nè cả nhà. 4 cây thì em, 3 cây thì em cũng bao phí cho mình ha. Cả nhà thấy nó đang rất là tốt luôn nè, mọi người về lấy bo được á. Rồi em qua tiếp một loại nữa, đó là cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ. Khách xem nè, nó tốt vô cùng luôn. Cao khoảng 4 tấc, rễ đẹp ha. 70.000 một cây. 70.000 một cây luôn. Đó, cây cực kỳ tốt ha. Rồi đây là cúc VIP. Rồi em qua một loại nữa, đó là cúc 2 tầng. Cúc 2 tầng của bông đợi bông là 70.
Rồi cúc 150 cánh cũng 70 luôn. Cúc cho 50 cánh 70. Rồi em qua một loại nữa là giảo nhung. Giảo nhung thì em có loại này, lùng lùng thấp thấp, cũng có vài nhánh như thế này đây, 80 ngàn một cây. Cây này cao cũng khoảng được 3 tấc rưỡi, 80 ngàn một cây. Ghép gốc cứng cáp rồi cả nhà. Ai thích giảo nhung 80 thì alo em 80. Bay. Rồng bay cao thường thuộc luôn, 70 ngàn. Đế đẹp hết. Ngọc mai cũng 70 luôn. Ngọc mai cao khoảng 3 tấc rưỡi. Rồi em có cái đại lộc này. Đại lộc này em đang sale 100 ngàn luôn, 100 ngàn. Rồi bên này em có giảo đọt đỏ. Giảo đọt đỏ cây cao thường thuộc luôn, rễ đẹp, cũng 70 ngàn luôn. 4 cây em bao ship, nó đang có ôm nụ nè khách. Một số cây nó có đang ôm nụ. Rồi bên này, bên này em có là giảo Indo lá gai. Thì loại này 100 ngàn cây. Rồi cái lá ngọc canh vàng, nó cao quá nó bị ngã, 80 ngàn một cây. Đó, nó cao nghiệu nghiệu luôn, lá ngọc canh vàng. Hoàng đế, hoàng đế là 100 ngàn, giảo hoàng đế 100 ngàn cây. Rồi em đi qua tiếp bên này. Bên này là mai quắn, mai xoắn 350 3 cây. Mai quắn 350 3 cây, em ghép gốc to. Đó. Khi mà lựa cho khách em sẽ lựa những cái xoắn nó dài dài á, để em gửi cho cả nhà mình ha. Đó. Như cây này đây. Cái chiều cao của cái chột bo ghép, cái chột ghép á là 18 cm, còn cái bo thì khoảng mười mấy thôi, không dài lắm. Rồi bên này em có quá chừng luôn, đây chính là thọ hương. Cái cúc thọ hương này là năm nay Quỳnh bán rất là nhiều luôn. Là cả nhà biết không, làm loại này nè, mình trồng lại một năm nữa là cây đó là nó sẽ liền cốt như cây zin rồi. Nó khá là phát triển rất là nhanh đó. Loại này mình về nếu mà ai cần bo lấy cái loại này nè, mình sẽ được nhiều bo lắm ha. Bo là bo vừa ghép không à đó. Cây là khoảng 4-5 tấc luôn. Em thấy nó cũng có 1-2 nụ nè. Cái này mà nếu mà để Tết mà có hoa, để mà nhiều, để mà ngay Tết thì không có. Nhưng mà để mà lấy bo với lại nó có một ít nụ mình chơi thì có. 70 ngàn một cây ha. Và 4 cây em bao phí thọ hương. Rồi khách ơi, thì ngày nào em cũng tranh thủ em đóng hàng em gửi cho khách ha. Đây là cái loại mà Thủ Đức. Thủ Đức thì loại này là được 2 gang tay em. 2 gang tay em là 35 cm, 36 cm. Đó. Loại này 2,5 mùa ha. Nói chung là mình mini để bàn. Thủ Đức có nụ rất là nhiều nè khách. Đó, ôm chi chích nụ ha. Rồi. Cây thì cái đế cực xinh luôn. Đó. Chỉ có là 130 ngàn, mình sẽ có được một cây mai chơi Tết rực rỡ luôn. Mini để bàn ha, thích hợp cho mọi không gian. Thì nó cũng có chia cành nhánh nè ha. Chiều cao á, thì em lấy ước lượng là khoảng từ 35 cho đến là 40 cm. Rồi bên này 4 cây em bao ship, 10 cây em sẽ tặng một. Bên này là Quỳnh có đại lộc, khá là nhiều nụ ha. Cây thì nó cao từ 35-40 cm. Đây em sẽ cho khách xem vài cây nữa. Cây nó cao ha, nó cao 35-40. Nó ôm nút nụ khá nhiều. Nụ như sưng cá luôn. Rồi, cây thì gốc với gốc đẹp. Quấn rễ. Quấn rễ cực đẹp luôn. Cái chột là cỡ mấy ngón tay em nha khách. Cây nè, chỉ có 180 ngàn một cây. Và 4 cây em bao ship, 10 cây thì em tặng cho khách một cây. Cây nào cũng có điều quấn đế hết. Cái đại lộc này là hoa mấy chục cánh luôn khách.
Rồi. Cái này thì 180 ngàn một cây. Và 4 cây thì em bao phí vận chuyển, 10 cây thì em tặng cho khách là một cây ha. Ngủ rất là nhiều luôn. Đây, siêu nụ luôn. Nụ như xương cá luôn. Kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.